Xin chào cả nhà nha. Và đây là lá ngọc cành vàng nha cả nhà. Lá nó màu vàng rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn thấy rất là đẹp nha. Đó, hôm nay em có dịp về vườn nè. Em quay và giới thiệu và giao lưu với cả nhà luôn nha. Đó, như thế này đây. Cái cây này thì chắc cao khoảng một gang tay nha cả nhà. Một gang tay nhưng mà này về cũng lấy bo được rồi ha. Nó một số cái cây thì em đều được xử lý đế hết nha cả nhà. Xử lý đế cây nào cũng có xử lý đế hết nha. Đây em sẽ cho cả nhà xem. Đó, như thế này. Thì cái lô này em bán với giá là 100 ngàn một cây nha. Còn nếu mà lấy ai lấy 3 cây thì giá 90 ngàn một cây nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Đây là lá ngọc cành vàng nha. Một cái màu vàng rất là đẹp nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi, chỉ 100 ngàn một cây. Em ship từ 2 cây và nếu ai lấy 3 cây trở lên thì giá 90 ngàn một cây nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây, em sẽ ghi một số cây cho cả nhà xem. Đó, nó quấn rễ như thế này ha. Thì cái lá ngọc cành vàng này á, khi nó già thì nó sẽ xanh lại và khi non thì nó ra màu vàng rất là đẹp như thế này nha cả nhà. Vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn. Xin mọi người vào thêm và ủng hộ cho vườn mai chiếc chè bông nha. Rồi, xin cảm ơn ạ.